đâm cả đi mà chua được. À, sau khi ta đưa lá chua lá chát trong rừng về, một là lá chua rán, hai là một thứ hai là chát, ta về ta đâm xong là bỏ muối vào để hòa vào một nước một tí để cho hắn có nước, để khi ta đưa vào mồm bò cho hắn có nước chua chát thấm vào mồm và lưỡi bò để cho hắn nuốt nữa. Được vài ngày thì hắn sẽ đỡ thôi, cũng kiểu cách dân gian của dân tộc thôi. Được vài ngày thì hắn sẽ đỡ thôi, cũng kiểu thuộc dân gian của dân tộc thôi.